Mẹ có thể giúp con tìm được cô ấy không? Con sẽ chấp thuận mọi điều kiện mà mẹ yêu cầu. Con yêu cô ta đến như vậy sao? Trái tim con chưa bao giờ. Chưa bao giờ đau đớn lúc này. Thôi được, mẹ sẽ giúp con tìm cô ta. Khách hàng bên Nhược đang rất hài lòng về chất lượng của đợt gạo vừa rồi. Nhưng sắp tới họ nếu vẫn... như tôi nhờ cô tìm một người, cô có hết lòng giúp tôi không? Bà muốn tìm ai ạ? Tôi muốn tìm Bảo Anh. Tất nhiên cô sẽ không làm không công đâu. Ngồi đợi như vậy hoài, biết chừng nào mới có tin tức đây. Bảo Minh nói là khi nào có tin tức sẽ lập tức báo về. Ủa, mà mọi người không tính ăn cơm hả? Không ai đói hả? Thôi từ từ ăn cũng được. Để chị về bển nấu cơm cho ảnh ăn nha. Gạo nếp gạo tẻ phần 2, 21 giờ thứ hai đến thứ tư trên Vi Giải Trí. Đăng ký ngay combo Vion VIP và 4 kênh ca cộng giảm giá 30% chỉ có ở Vion.